Kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC16. Thưa quý vị, từ chiều tối và đêm nay, do ảnh hưởng của hội tụ gió lên đến 5.000m hoạt động mạnh dần, nên ở các tỉnh vùng núi Bắc Bộ, bao gồm cả thủ đô Hà Nội sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cũng chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn mạnh nên ngày hôm nay và ngày mai ở Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ tiếp tục có nắng nóng gay gắt, đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 cho đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Sang đến ngày mai thì nắng nóng có dịu đi đôi chút. Tuy nhiên, đợt nắng nóng này ở Bắc và Trung Bộ sẽ còn kéo dài đến đầu tháng 7. Do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây đến tình trạng mất nước, kiệt sức và đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Và cuối cùng sẽ là những thông tin thời tiết đáng chú ý tại các vùng vào ngày mai. Mời quý vị cùng theo dõi.